bạn, chúng ta lại gặp nhau. Cô là Xuân Trang, hệ quản lý đào tạo tại hệ thống MGK, lớp học phương xong thẩm mỹ. Lần trước chúng ta đã chia sẻ với nhau về cách cầm máy nè, đi phun trên da giả. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và cô sẽ chia sẻ cho các bạn bước tiếp theo, đó là cách chúng ta đi máy trong khuôn chân mày và chúng ta chạm đến khuôn như thế nào. Rồi, các bạn sẽ chú ý nhé. Cô bắt đầu đi, có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành xong phần khuôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đuôi chân mày. Chúng ta đi một cách nhẹ nhàng từ sát phần khuôn đi về phía đuôi, đúng không ạ? Thì đây là da nhân tạo, nhưng các bạn nhớ chúng ta tưởng tượng, chúng ta hình dung đây là da thật thì là làn da rất là mềm, mà cái nét chúng ta đòi hỏi là nó phải thật nhẹ nhàng. Chúng ta đi sát đường khung và đụng trên đường khung, không có đi lại nhiều trên đường khung thì lúc đó chúng ta sẽ bị động, và lông mày chúng ta sẽ không còn tự nhiên nữa. Chúng ta đi sát đường khung là những đường kim thật sát nhau, đi nhẹ nhàng vừa đủ cái tốc độ vừa phải, không quá nhanh vì đây là góc nhỏ và góc nét nhất của chân mày. Chúng ta đi từ từ luôn, và các bạn nhớ đừng đi kim ngược lên, vì lúc đó với cái tế bào da, cái biểu vi da nó sẽ bị ngược lên và mực nó sẽ không vô đều. Chúng ta đi lên là tay không, chúng ta đi lên là không có, nhưng khi xuống thì chúng ta mới để mực vào nha các bạn. Chúng ta thành một cái phản xạ, tức là thấy tay cô đi qua và đi lại, nhưng thực ra khi lên là cô không có, khi xuống cô mới để mực xuống. Các bạn có nghĩa là chúng ta chỉ đi về một chiều thôi. Chúng ta đang đi rất khó, có nghĩa là phần đuôi mà, và đi lên phần đỉnh để chân mày. Các bạn thấy tay cô đi lên xuống, nhưng nhớ là cô chỉ có đi xuống thôi, không đẩy mực lên nha các bạn. Chúng ta đẩy mực một lần rồi chúng ta đi trong một cái khoảng nhỏ sát vào nhau. Chúng ta rất là chú ý tới cái đường đỉnh, chúng ta đi qua khung của đỉnh và đi sát vào phần đỉnh. Và đây là cái góc thứ hai vô cùng quan trọng trên chân này. Nếu như đuôi chúng ta không sắc nét và đỉnh chúng ta bị lệch thì sẽ cho ra hai bên chân này có khi là khác nhau, và đỉnh nó sẽ không còn đẹp nữa. Các bạn chú ý. Cô luôn phải ngưng lại, chúng ta đẩy máy về phía trước để chúng ta lấy được cái góc vuông nhất với da. Chúng ta kiểm soát được, đây sát phần khung và đi tới khung. Chúng ta đi nhẹ nhàng ra khung. Đây là chúng ta có thể đi từ đuôi này, từ phía đuôi chân mày lên đến ngay góc đỉnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngưng máy, chúng ta kiểm tra xem cái nghĩa là tới đây chúng ta mực đã nó đi được bao nhiêu, nó nhẹ nhàng, nó chỉ vô một lớp mỏng như thế. Đây là lượt đầu tiên nó đi vào chân mày, và trên da cũng thế nha các bạn. Lượt đầu tiên là lượt rất nhẹ nhàng và nó không gây tổn thương cho da. Chúng ta lại đi về phía phần đuôi một lần nữa, và các bạn rất chú ý đến phần cầm máy và tay của cô như bài lần trước cô đã hướng dẫn. Chúng ta sẽ tập thành thói quen không được để ngón tay ngay vào mắt khách, vì lúc đó chúng ta sẽ có một cái lực đè và làm cho khách khó chịu. Chúng ta lại tiếp tục đi lượt thứ hai về phần đuôi, và nhớ lúc này cô có nhắc là chúng ta cố gắng không đi lướt mạnh ở phần khung,
để chúng ta giữ được cái nét khuôn miệng này tự nhiên nhất. Và khi đó cho ra cặp chân mày rất là nhẹ, mỏng, mịn và đều. Đó là kỹ thuật trên chân mày. Lần trước cô đã hướng dẫn cách cầm máy, và lần này chúng ta kết hợp cầm máy và chúng ta đi khung. Các bạn nhớ, tức là khi ngưng lại có nghĩa là cô lăn máy về phía trước các ngón tay, để luôn luôn máy được ở cái góc độ là vuông góc với da. Và giống như lúc nãy cô có nói đó, là các bạn nhìn thấy tay cô lên xuống, nhưng thực ra là khi xuống là cô mới đưa mực vô, mà khi lên là cô không đưa mực vô. Cô đi theo chiều từ trên, từ trước ra sau. Và nó làm, tại sao chúng ta lại phải đi như vậy ạ? Khi chúng ta đi thuận chiều với da thì cái da chúng ta nó không bị lược, không bị tổn thương, nét mày mịn, màu vô đều. Và khi bong ra chân mày nhìn không quá dày, vì đó không phải là một cái sẹo mà da chúng ta sẽ thập bóng sau khi lành, sau khi tái tạo, mực và da hòa vào nhau và nó có độ bóng tự nhiên, vẫn có một độ bóng tự nhiên của da, không bị sờn, không bị giống như trầy xước quá sâu. Các bạn chú ý. Chúng ta cầm máy đi trên da một cách thoải mái nha. Vì đây là da giả, nhưng thực ra khi các bạn đi trên da thật thì chúng ta phải ngưng lại, vì cái phần nước mô trong da nó đã chảy ra. Chúng ta phải ngưng lại để chúng ta lấy đi, tiếp tục cho lần tiếp theo. Các bạn thấy không? Lượt thứ hai nhẹ nhàng. Và đây là da giả và da 3D, cho nên là cái lượt mực nó vô đều, nhưng không quá nhiều vì cô đi tay rất là nhẹ. Trên da nếu chúng ta thực ra chúng ta đi trên da là này, chúng ta sẽ đi lại cái phần này còn nhẹ. Và chúng ta phun, đây là máy phun tạo hạt các bạn, cho nên cái phần này nó sẽ nhẹ nhẹ, các bạn nhìn nó nhẹ. Và tiếp tục chúng ta đi lần 3 cho bên dưới chân mày. Chúng ta tạo ra nét khung shading, độ đậm nhạt khác nhau, dưới đậm và trên chúng ta sẽ để nhạt dần. Với lượt thứ ba chúng ta đi phần tay, đi tay có phần nhanh hơn để chúng ta trải nghiệm hơn. Bạn chú ý là chúng ta đừng đi quá sâu nhé, vì đi quá sâu một khi vào nó sẽ có chỗ đậm, chỗ nhạt rất là rõ. Chúng ta phải đi đều tay, không đi quá sâu và không đi chỗ mạnh chỗ nhẹ.
Rồi sau khi hoàn thành phần đuôi và phía góc định xong, chúng ta sẽ kiểm tra và tiếp tục cho phần tiếp theo, phần giữa chân mày. Và cứ như vậy các bạn sẽ chia đều ra và nối vào nhau. Cuối cùng là chúng ta sẽ phủ lại một lớp, phủ lại lớp cuối cùng để chúng ta nối lại chân mày. Rồi, tôi đi lại một lần ở đuôi vì số lần ở đuôi luôn luôn phải nhiều hơn nơi khác, vì đuôi là nơi mà tiếp xúc da nhỏ nhất. Cái phần nhọn là nơi tiếp xúc da nhỏ nhất thì mực sẽ khó vào nhất. Chúng ta chú ý phần đuôi chân mày. Động hơn, rất nhẹ nhàng. Các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ chỉnh lại lần cuối cùng cho phần đuôi rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Chắc hơn, to hơn một xíu là đủ nè. Và nhớ là phần đuôi là phần nhỏ nhất và khó ăn màu nhất. Thế đây chúng ta đi nhiều lần, 4 lần, 5 lần. Nhưng nhớ là thật nhẹ, tránh gây tổn thương. Và nhớ chúng ta làm mạnh thì ở đây nó sẽ tạo ra một cái đường cắt. Và nơi đó mực nó sẽ không vô đều. Bạn chú ý nha. Nó đi cắt không. Vẫn nhìn thấy đúng không ạ? Và trên da cũng thế. Đến đây là chúng ta vẫn thấy được cái đỉnh này. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành phần đuôi và đỉnh mày rồi nhé. Chúng ta sẽ thấy cái phần tiếp theo. Chúng ta đi lên nối vào. Chúng ta chia ra từng đoạn nhỏ. Và nếu như lông mày của khách đã có, đến đây là lông mày của khách đã nhiều rồi, thì chúng ta tập trung làm nếp phần đuôi. Và trên đỉnh, thường thì đỉnh lông mày và nó sẽ bị nhạt. Hoặc là chúng ta đưa cao chân mày lên thì chúng ta tập trung vào phần trên chân mày. Chúng ta đi từ từ xuống. Và hiện giờ là chúng ta đang nối lại. Chúng ta nối phần thứ hai tiếp với phần thứ nhất chúng ta vừa hoàn thành. Và các bạn nhớ lưu ý giùm cô là máy đi từ đây và chúng ta đi đập sát vào nhau nhẹ nhàng. Tới sát phần khung chúng ta chậm lại. Chúng ta lấy được nét đẹp nhất và nối vào phần đẹp của phần thứ nhất. Và nối sau vào. Chúng ta đã vừa xong.
phần thứ hai, lượt thứ nhất của phần thứ hai các bạn. Yeah. Cứ nhẹ nhàng như thế nó đã ăn màu. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục lượt thứ hai của phần thứ hai, chúng ta sẽ vẫn đi nhẹ nhàng máy đi xuống, và nhớ là chúng ta không nhấn vào khung nha các bạn, vì như thế nó sẽ làm cho cái khung chúng ta bị dày lên, mất đi cái nét tự nhiên. Và vì đây là khung sao kim, khung tạo hạt, cho nên là chúng ta sẽ đi máy đều nhẹ nhàng, tốc độ vừa phải, không quá nhanh. Khi đến đường khung các bạn chú ý, chúng ta phải lấy cái nét khung không được bị lật ra ngoài. Cô đang nhích một tí nữa cho phần tiếp theo. Và cứ như vậy chúng ta đi từng phần một. Chúng ta nhìn bằng mắt và nhớ được số lượt chúng ta đi. Chúng ta sẽ dần đi hết về phía đầu chân mày. Các bạn có thấy đường khung đầu đây không ạ? Đây không ạ? Đây là đường khung đầu. Và nhớ đây là chúng ta đang nối về phía đầu. Nhưng khi về phía đầu thì các bạn đừng dùng mực để kéo ra phía đầu. Cô sẽ đi một lượt cho các bạn hình dung. Chúng ta tiếp theo, phần tiếp theo để về phía đầu chân mày. Các bạn luôn nhớ là máy luôn vuông góc với da. Rồi bây giờ với phần này chúng ta lấy thêm một lần mực nữa và chúng ta đi thẳng về phía đầu. Riêng với phần đầu chúng ta lại đi từ trong ra ngoài nhẹ nhàng, nhẹ nhất có thể. Để chúng ta chỉ tạo một nét tự nhiên về phía đầu chân mày, tự nhiên nhất, nhẹ nhất có thể nha các bạn. Chúng ta không có dùng mực ngay phía đầu chân mày đi vô, nhưng chúng ta lại đẩy cái phần kế đầu chân mày, phần cuối cùng chúng ta đi về phía trước. Các bạn nhớ, bởi vì cô đã qua nhiều các bạn, qua nhiều lớp và rất nhiều các bạn lại quên. Tới đây các bạn lấy mực và đi từ đầu vô ngay tức thì là chúng ta sẽ bị đậm ở cái phần đầu chân mày và nó sẽ không còn tự nhiên nữa và rất khó sửa. Chỉ riêng phần cuối cùng về phía đầu chân mày là chúng ta sẽ đi ngược kim ra, từ trong ra ngoài, từ phía đuôi về đầu. Đi lại một lượt thứ hai, phần kế đầu chân mày. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Đây, các bạn nhìn nhé, cái phần đầu chân mày chúng ta đến đây và chúng ta không quay lại lần hai ở đầu chân mày nữa. Khi chúng ta lên da, chúng ta không được quay lại lần cái phía đầu này nữa, để tạo nét tự nhiên nhất. Và đây thì chúng ta nhìn ở bên này có và bên chưa làm đây. Chúng ta đã có khung nhưng chúng ta vẫn chưa có, thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Rồi các bạn, bài học hôm nay, bài chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Và các bạn có thể xem lại và thực hành lần lượt như thế. Có gì thắc mắc thì các bạn lại để câu hỏi lại và cô tiếp tục chia sẻ với các bạn.
Cô cảm ơn và xin chào các bạn.